Đỗ thì em xin được kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2016. Đỗ Gỗ Thành Luân xin giới thiệu quý vị chiếc giường gỗ vụ mẫu chữ kiểu chữ X, 1m6 2m, và chiếc tủ áo 2 buồng cũng là gỗ vụ, trước là ngang 1m2, sâu 60, đang được hoàn thiện là đánh vô ly trần. Toàn bộ được đánh vô ly trần hết, nổi nguyên vân gỗ rất là đẹp, cho nó sáng và rất là sang trọng. Chiếc giường và tủ áo quý vị đã xem chương trình nên đều được làm chất liệu gỗ vụn và đang hoàn thiện đánh với ly trần. Ngang tủ là 1m25 và cao là 2m1. Quý vị đã xem đồ gỗ thì nên quý vị có nhu cầu hãy gọi điện theo số điện thoại ghi trên hình đây để cánh mở. Trồng rất rộng, treo cả hai buồng. Ở đầu gỗ Thành Luân chúng tôi đánh nhẵn cả mặt trong với mặt ngoài, sờ trong ngoài đều nhẵn, mát tay. Đây cảnh thứ hai. Đều bộ toàn bộ chiếc tay cái đồng đều làm chất liệu đồng nguyên khối, rất đẹp và đánh trong ngoài như nhau, treo cả hai bên, nhẵn trong nhẵn ngoài, kỹ trong nhẵn ngoài. Đấy, đục giữa đục chống đồng, hai bên dưới là chân kéo ngăn kéo có thể kéo ra hai bên. Và chiếc tủ áo này là hoàn toàn tháo rời từng miếng để tiện cho vận chuyển, là cái tủ làm theo lối chân quỳ rất là tiện, khi ta lau chùi và ta lau nhà là quét nhà rất tiện. Toàn bộ đang đánh cho ly thì quý vị vừa xem hoàn toàn đánh cho ly trần hết, càng đánh càng đẹp và đánh càng bóng. Đây là chiếc giường gỗ vụn kiểu chữ X đang hoàn thiện đấy, với chay đang trong công đoạn vào bột mỹ to. Nghĩ là xem toàn bộ làm bằng tay thủ công hết, để dát này dát nó rất đẹp, dát chiếc giường 1m6 2m đây có vụ đồ có nên. Còn rất nhiều các kiểu các mẫu mã giường và đủ các loại kích thước cho quý khách lựa chọn. Nghĩ xem đây là bức tranh đồng quê đã được chúng tôi giới thiệu video trước. Này chúng tôi mới sản xuất thêm một bức nữa. Bức tranh đồng quê này có kích thước là dài 2m31, chiều cao là 1m07. Này được đục chạm kênh bong theo lỗi 3D, gỗ dày 6 phân. Quý vị xem đục chạm kênh bong lỗi, có thể sờ tay được đây. Kênh bong rất là sắc nét và rất là đẹp. Đấy. Ngoài ra cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều các sản phẩm về tủ áo, giường tủ đa dạng các kích thước và mẫu mã. Quý vị có nhu cầu hãy gọi điện theo số điện thoại ghi trên hình và hỏi chiếc giường gỗ vụ kiểu chữ X và tủ áo gỗ vụ kiểu hai buồng đục chống đồng ở giữa, quay ngày 17 tháng 4 năm 2016 chúng tôi sẽ trả lời quý vị. Đánh chay thôi, cứ quét vào đi rồi đánh chay mai thôi. Đỗ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị những video lần sau.